Xin chào các bạn. Tiếp chuỗi series tự học SolidWorks 2022, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lệnh Sweep Board Bay và Sweep Cut. Để thực hiện được lệnh Sweep Board Bay, các bạn cần có một cái biên dạng 2D Raw File và một cái biên dạng đường dẫn. Ở đây, trên mặt top, mình sẽ vẽ một cái biên dạng Raw File ha, ví dụ như là một cái hình ellipse như thế này. Ok. Và trên mặt phẳng Run, mình sẽ vẽ một cái biên dạng đường dẫn như này ha, thẳng lên và tiếp tuyến. Đây, đây là cái biên dạng đường dẫn của mình cho nó cong qua như thế này nữa. Có thể là một đường apply bất kỳ các bạn ha. Ok. Khi có một sketch là biên dạng raw file và một sketch là biên dạng đường dẫn rồi thì ở đây các bạn có thể thực hiện được lệnh sweep board bay. Sweep board bay thì phần raw file and path thì các bạn có thấy ha, nó sẽ chia cho mình là hai option. Một là theo cái sketch raw file theo cái biên dạng tùy chỉnh mình tùy vẽ của mình. Và một cái biên dạng là đường tròn có sẵn ha, chỉ cần chọn đường dẫn thôi, còn đường tròn đường kính bao nhiêu mình tự động nhập vào. Ở đây mình chọn cái đầu tiên là sketch raw file. Sketch mình sẽ chọn là biên dạng ellipse của mình và đường dẫn mình sẽ chọn là cái đường dẫn này. Đây, các bạn có thể thấy ha. Ở những đoạn tiếp tuyến thì nó sẽ chia ra những cái đường cắt bề mặt như thế này. Thì ở phần option, các bạn xuống phần option ha thì nó sẽ có cái mặt tangent face. Nó sẽ làm xuyên suốt thành cho mình là một bề mặt duy nhất ha, không còn chia ra những bề mặt mà cách nhau bởi những cái đường tiếp tuyến ha. Ở đây các bạn ok trước để xem kết quả ha, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ là một cái mặt suông mượt ha, từ đầu tới cuối luôn. Tiếp tục mình sẽ bỏ cái square này đi để đến với cái trường hợp tiếp theo. Cũng trên mặt phẳng run này, mình vẽ một cái đường FB line làm đường dẫn như thế này ha. Đây. Ok. Và tương tự như vậy mình thực hiện lệnh sweep board và chọn cái biên dạng là hình ellipse và đường dẫn là đường FP line mới, các bạn có thể thấy ha. Và cái option tiếp theo đó là cái phần là profile orientation follow path ha, follow theo cái đường dẫn của mình như thế này ha. Nó hỗ trợ cho mình option nữa là keep normal content à, nó khác biệt như thế nào ha. Các bạn có thể là bật cái curvature display ở bên dưới để mình xem cái dạng hiển thị này ở dạng là matte review này. Các bạn có thể thấy ha, follow path thì nó sẽ đảm bảo cái hình dạng ellipse của mình ở mọi nơi và follow theo cái path này. Còn khi các bạn chuyển sang cái dạng là keep normal content ha, đây thì các biên dạng của mình, hình ellipse của mình ha đều dạng là normal so với cái mặt đầu tiên này, normal à, thì như vậy thì khúc giữa của nó à, đôi khi là nó sẽ bị móc vào à, nhỏ hơn hai đoạn đầu và đoạn cuối ha. Thì đây là dạng normal content các bạn sẽ thấy. ZBrush Strip ha, thì các bạn có thể là bật lên để xem cái độ mượt của bề mặt của mình ha. Có những nơi nào gấp khúc thì những cái đường vân ngựa này nó sẽ bị gãy hoặc gấp khúc nếu như cái bề mặt của mình nó không có suông mượt ha. Thì đây là những dạng hiển thị thôi, Curvature Display. Kết thúc lệnh ha. Tiếp tục mình đến với cái dạng Sweep tiếp theo. Circular Profile. Với Circular Profile thì các bạn chỉ cần là chọn đường dẫn thôi ha. Còn đường kính cái profile đường tròn của mình là bao nhiêu thì các bạn có thể là tùy chỉnh nhập vào ha. À, khi các bạn nhập quá to thì nó sẽ bị gãy à, nó bị gãy gấp khúc thì nó sẽ không thực hiện được lệnh, các bạn chú ý ha. Khi profile của mình này, đây. Tiếp tục khi các bạn chọn lệnh thin feature thì nó sẽ tạo độ rỗng ruột bên trong ha, tạo bề dày thành mỏng cho mình. Bề dày theo hai hướng. Hướng thứ nhất dày bao nhiêu, hướng thứ hai dày bao nhiêu, hoặc là mid plane các bạn có thể thấy ở đây ha. Đây, nó tạo cái thành mỏng cho mình. Kết thúc lệnh. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với cái option thường gặp tiếp theo ha. Giả sử như là cái profile của mình nó nằm ở đoạn giữa của cái đường dẫn của mình ha, thì ở đây mình sẽ xây dựng một cái mặt phẳng như thế này, điểm và cái đường thì nó sẽ vuông góc với cái đường ha, các bạn thấy ha. Thì đây chính là một cái cách tạo mặt phẳng trên cái đường cơ của các bạn ha. Ok, trên mặt phẳng này mình sẽ phác thảo một cái biên dạng là hình lục giác ha, sáu cạnh như thế này. Và các bạn sẽ có một cái ràng buộc đáng chú ý đối với lệnh sweep này à, khi mà mình có một cái profile ha thì mình sẽ chọn điểm này và chọn cái đường cơ và mình sẽ ràng buộc là must be ha, để nó về tới cái điểm là giao giữa mặt phẳng cái đường cơ đó ha, như thế này. Bây giờ mình sẽ thực hiện lệnh sweep ha. Biên dạng profile là cái hình lục giác và cái đường cơ chính là cái đường dài này, các bạn sẽ thấy ha. Khi mà cái profile của mình nằm giữa cái đoạn cơ thì nó sẽ có ba cái option nhỏ ha, đây ha, bidirectional ha, và cả hai bên à, một bên bên kia ha, và cả hai bên. Thì các bạn lưu ý ha, nó chỉ xuất hiện khi các bạn có một cái biên dạng profile nằm chính giữa cái đường cơ của mình ha. Kết thúc sweep, chúng ta sẽ đến với cái trường hợp
Tiếp theo ha là có cái đường dẫn phụ. Ở đây mình sẽ vẽ một cái biên dạng trên mặt top ha, là một cái biên dạng hình chữ nhật như thế này và có bốn cái đỉnh fillet ha, Z ha. Như thế này, ok. Trên mặt phẳng run mình sẽ phác thảo một cái biên dạng đường dẫn là một cái đường thẳng này ha. Ok. Và cũng trên một mặt phẳng run khác ha, mình sẽ vẽ phác thảo một cái biên dạng sketch là cái đường dẫn phụ của mình ha. Ở đây mình sẽ dùng lệnh SPline. Mình vẽ cái đường dẫn phụ của mình như thế này. Đây, và mình sẽ ràng buộc mắt bi điểm với đường mắt bi ha. Đây. Ok. Tương tự trên mặt right, mình sẽ vẽ một cái đường dẫn phụ thứ hai như thế này. Cũng là mắt bi. Các bạn lưu ý ha, relation là mắt bi. Ok. Ok. Rồi, ở đây mình sẽ tiến hành vào lệnh square. Biên dạng của mình là hình chữ nhật ha, đã được bo góc ở bên dưới và đường dẫn của mình là đường thẳng ở chính giữa ha, đường dẫn chính. Khi các bạn sử dụng tính năng đường dẫn phụ gai cơ thì option nằm ở bên dưới ha. Gai cơ thứ nhất nè. Đây, các bạn sẽ thấy ha, dựa vào gai cơ nó sẽ hình thành được cái biên dạng bao ngoài của cái chi tiết 3D của mình. Và gai cơ thứ hai, mình thêm một cái gai cơ thứ hai ha. Đây, và khi các bạn sử dụng tính năng gai cơ thì cái chức năng Start and Tangency này nó sẽ có tác dụng ha. Start and Tangency này nó sẽ có hai dạng ha, bắt tangent ở cái mặt xuất phát và tangent ở cái mặt kết thúc and ha, hoặc là start. Khi các bạn chọn bắt tangent ở start ha thì các bạn sẽ thấy cái biên dạng của mình ha. Ở đây ha mình sẽ bỏ mạc smooth fade đi. Tại vì khi mà mình chọn cái chức năng này thì nó không còn đảm bảo smooth được cho mình ha. Đây. Các bạn sẽ thấy cái bề mặt của mình nó sẽ tangent ha. Tangent. Đây. Tangent ha. Tương tự khi các bạn chọn bắt tangent ở cái mặt kết thúc ha thì mặt đầu trên này ha, các bạn sẽ thấy rõ bắt tangent. Đây. Nó sẽ tiếp tiến xuống cho các bạn ha. Thì như vậy nó sẽ có một cái đoạn này nó không được smooth, cho nên ở đây cái tính năng mà smooth mình nên tắt đi ha. Còn biểu tượng hình con mắt này, đó là chính là cái hiện section lên cho các bạn ha. Các bạn có thể thấy là cái biên dạng ha. Đây. Những cái biên dạng section. Các bạn có thể thấy ở đây phần mềm cho mình view ha. Ok. Đây. Một cái trường hợp tiếp theo trong lệnh sketchboard này, đó là khi các bạn có một cái biên dạng đường dẫn ha, hai cái đường dẫn nhưng mà vẽ chung một cái sketch ha, hai đường dẫn vẽ chung một cái sketch và một cái profile. Ở đây các bạn vào lệnh sketchboard ha. Mình sẽ chọn cái profile trước này, là cái profile bên dưới của mình, biên dạng kính này ha, như là chữ Y. Đây. Và cái đường dẫn chính của mình, ví dụ là đường dẫn bên ngoài này. Tại vì nó là cái hai cái đường trong một cái sketch duy nhất, các bạn có thể là click chuột phải vào ô đường dẫn và chọn Selection Manager. Mình sẽ chọn một cái đường liền ha, select open loop này. Và mình chọn một cái đường này thì nó sẽ hiểu từ đầu tới cuối ha. Ok. Như thế này. Đây ha. Và mình chọn cái đường thứ hai này làm đường dẫn phụ thì các bạn chọn gai cơ và chọn cái đường thứ hai là đường dẫn phụ, tương tự ha. Click chuột phải vào gai cơ Selection Manager ha, chọn cái biên dạng này. Và mình click chọn đường này. Click ok các bạn ha. Đây thì các bạn sẽ thấy biên dạng square của mình ha, đường dẫn chính, đường dẫn phụ, mình sẽ tạo ra được một cái khối 3D. Đây ha. Đây. Đầu bên trái thì to, đầu bên phải thì nhỏ hơn do cái đường dẫn chính và đường dẫn phụ mình tác động ha. Và đến với option cuối cùng cho lệnh square mình muốn giới thiệu, đó là square xoắn ha. Các bạn có một cái biên dạng profile là hình tam giác đều và một cái đường dẫn là đường tròn của mình. Ở đây mình sẽ click square box. Mình sẽ chọn cái profile của mình là tam giác đều này ha. Và cái đường dẫn là đường tròn này. Đây, đây các bạn ha. Và ở đây mình sẽ sổ option ra ha. Mình sẽ chọn là profile quick nè, mình sẽ chọn là quick value. Thì xoắn ở đây nó sẽ xoắn theo độ nè, 360 độ là một vòng. Hay là radian thì 2π là một vòng. Ở đây mình chọn số vòng đi ha cho nó dễ. Mình có thể là xoắn một vòng nè. Đây, các bạn có thể thấy ha. Đây, xoắn một vòng tam giác mà xoắn một vòng quanh cái đường tròn thì nó sẽ ra cái biên dạng như thế này. Các bạn có thể thấy ha. Mình sẽ tắt cái chế độ review đi để các bạn dễ thấy rõ ha. Đây. Tiếp tục để vẽ được những cái biên dạng như thế này thì các bạn sẽ sử dụng tính năng là composite curve ha để mình in lại cái biên dạng cái đường curve này. Ok, một đường và đường thứ hai ha, mình chọn composite curve ha, chọn đường thứ hai. Ok. Tiếp tục composite curve, chọn đường thứ ba để mình tạo ra được ba cái đường dẫn ha. Và khi các bạn tạo ra ba đường dẫn rồi thì mình có thể là tạm thời ẩn cái body này đi ha. Như thế này.
Và cái biên dạng tam giác của các bạn có thể sâu lên ha. Đây, sâu lên như thế này. Đây. Và mình có thể là chạy cái profile swept nè. Chọn là circular profile nè. Đây, chọn 1 mm chẳng hạn cho cái biên dạng tam giác này của mình. Đây các bạn ha. 1 mm nó hơi nhỏ ha. Mình sẽ cho nó là 4.5. Đây, các bạn để thấy. Ok. Đây ha. Tiếp tục mình sẽ ẩn đi cái body tam giác này ha để mình tạo swept cho ba cái đường dẫn này ha. Swept nè. Biên dạng là circular profile 10 ha. Mình sẽ làm cho ba cái đường này. Swept. Circular profile 10 và mình sẽ tích ba cái đường này ha. Swept. Circular profile 10 và tích đường cuối cùng. Đây ha. Và bạn có thể là sâu lên cái swept tam giác này ha và sâu lên cái biên dạng body còn lại. À, và để làm được cái xoắn pattern theo như thế này ha thì các bạn sẽ sử dụng lệnh curve Raven pattern. Ở đây mình chọn hướng là hướng theo đường cơ ha, một trong ba đường cơ tại vì nó hướng xoắn giống nhau. Ở đây mình sẽ chọn body tại vì mình đã chia tách body ra ha. Thì mình sẽ chọn body tam giác. Đây. Và target to curve các bạn sẽ chọn cái option này ha, trong phong cơ, target to curve face normal chính là cái bề mặt này. Đây. Và các bạn có thể là chọn option là equal spacing ha, số lượng ví dụ là 20. À thì các bạn sẽ thấy mình ok nè. Thì các bạn sẽ tạo ra được một cái biên dạng như hình ảnh ha. Ở đây mình có thể là ẩn đi cái body còn lại đây ha. Và ẩn đi các đường cơ như thế này. Để mặc lại các khối với nhau thì các bạn có thể là sử dụng lệnh combine trong direct editing ha. Để mình có thể là mặc lại tất cả khối này với nhau, add lại hết ha, sau review để cho nó thành một cái khối thống nhất. Ok. Như thế này. Đây ha. Và cái body làm nền dư thì mình sẽ dùng lệnh delete keep body ha và mình sẽ delete body này đi các bạn ha. Ok. À, như vậy mình đã có được cái mô hình hoàn chỉnh. À, các bạn có thể là dùng tô màu chẳng hạn ha, metal chọn brush đồng ha, mình có thể là tô màu như giống đề bài và bật cái chế độ review lên ha, như thế này. Đây. Đây là kết quả dùng lệnh swept của mình. Tiếp tục mình sẽ đến với lệnh là swept cut. Với swept cut thì nó sẽ có thêm một cái phần chú ý, đó là cái phần là solid profile, cắt bằng solid profile, còn các option còn lại thì nó sẽ giống như là swept board ha. Một bên là tạo khối và một bên là cắt khối các bạn ha. Nó chỉ khác một cái option đó là solid profile, cắt bằng solid profile ha. Các bạn có một cái body như thế này. Mình sẽ chọn body này làm body cắt và cái đường dẫn cắt của mình. Ở đây mình có một cái đường helix and spiral ha, như thế này. Và mình ok thì các bạn sẽ thấy được cái đường cắt của nó ha. Khi mà mình cắt bằng cái body thì nó sẽ tạo được cái vết cắt lúc mà ở đoạn cuối á, thì nó sẽ mượt như thế này các bạn ha. Thì đây là lợi thế khi mà mình cắt bằng cái body. Và khi cắt xong thì các bạn có thể là dùng lệnh pattern quay của mình ha, quay quanh trục và dùng lệnh cắt swept của mình 360 độ hai ha. Thì như vậy là các bạn đã tạo ra được một cái mũi khoan. Có một điều chú ý về cái body cut ha, đó là cái biên dạng body cut các bạn ha. Thì các bạn vẽ trên mặt phẳng ha. Ở đây các bạn sẽ thấy là vẽ trên mặt phẳng vuông góc với đầu vào đường cơ. Đây các bạn ha. Mặt phẳng vuông góc với đầu vào đường cơ thì mình sẽ vẽ cái biên dạng để mình tạo nên một cái body. Đó chính là cái body revolve của mình và mình sẽ dùng body revolve này mình dùng cắt swept ha. Và một điều chú ý cuối cùng đối với swept cut ha thì các bạn sẽ còn một cái option nhỏ nữa, đó là khi mà mình cắt một cái biên dạng ha là đường tròn, ví dụ như vậy. Ở đây mình chọn Selection Manager để mình chọn các đường ha. Đây, mình chọn các đường như thế này. Một đường, hai đường, ba đường, bốn đường, năm đường. Thì đây là cái đường biên dạng cắt của mình ha. Ok. Và mình sẽ cắt. Đây các bạn ha, các biên dạng đường tròn này. Thì ở cái option của cắt ha thì nó sẽ có thêm một cái option nhỏ là Align with End Face. Khi các bạn không chọn Align ha thì đây các bạn thấy nè, cái vết cắt của mình nó tới đây thôi, nó không có cắt hết ha. Khi mà mình ok thì nó sẽ còn dư ở đây một đoạn ha. Thì khi mà mình chọn cái option là Align with End Face thì nó sẽ đảm bảo cắt hết cho mình ha. Thì đó là swept board và swept cut. Chúc các bạn thành công.